đồng chí Vũ Bá Hòa, tổng giám đốc công ty sách và thiết bị giáo dục miền Nam. Kính thưa ông Bùi Tất Tương, nguyên phó tổng giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Hôm nay có thể nói rằng là Sở Giáo dục phối hợp với lại công ty sách thiết bị giáo dục miền Nam tổ chức một cái cuộc tập huấn có thể nói là quy mô mà cũng là hiếm có để giúp cho công tác giáo dục về biển đảo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của tỉnh chúng ta có được cái điều kiện để mà tổ chức tốt hơn cái nhiệm vụ này. Xin thay mặt cho lãnh đạo sở cùng tất cả các thầy cô giáo, chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty sách thiết bị giáo dục miền Nam và tất cả các vị đại biểu đã có sự quan tâm đến cái công việc này của tỉnh Bình Thuận. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các thầy cô giáo, biển đảo là một vấn đề lớn mà lâu nay dường như đất nước chúng ta chưa chú ý đúng mức. Ngay cả người lớn chúng ta, thầy cô giáo và cán bộ công chức viên chức hiểu về biển đảo cũng chưa sâu kỹ, còn ở cái mức độ chung chung. Do vậy cho nên là cái việc mà giáo dục thông tin tuyên truyền đến học sinh và đến người dân cũng gặp khó khăn, trong nhiều trường hợp là bị sai lệch. Trong khi đó, thế giới này người ta xác định thế kỷ 21 là thế kỷ của biển và đại dương. Những nước có biển đó là một cái niềm hạnh phúc, một cái ưu đãi lớn đối với những nước có biển. Vì lợi ích của biển thì chúng ta biết là rất là nhiều, đứng trên nhiều cái góc độ, cả về tài nguyên, cả về đánh bắt hải sản và cả về an ninh địa chính trị. Cho nên có thể nói biển đảo là một phần không thể thiếu được và phải xem là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các đất nước. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua dường như chúng ta làm việc này chưa tốt. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới này người ta đã chú ý, người ta đã làm công việc này rất tốt từ hàng thế kỷ này. Cái cũng không phải của người ta, nhưng mà mọi người dân của người ta đều cho rằng đó là của người ta. Còn mình, cái đó là của mình, nhưng mà chúng ta hình như dường như là không biết đó là của mình và còn nghi ngờ phải của mình hay không. Đó là một cái điều sai lầm rất là đáng tiếc. Những vấn đề này gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thầy giáo, cô giáo chúng ta đều thấy xuất hiện với tần suất rất là dày đặc. Các nước ở khu vực ASEAN, rồi trong đó có Việt Nam chúng ta và Trung Quốc đều có cái ý kiến riêng của mình về cái chủ quyền trên cái biển Đông này. Thế nhưng mà nếu xét về lịch sử và pháp lý đó thì chúng ta có hoàn toàn đầy đủ cơ sở, nhưng mà khổ một cái là chúng ta chưa hiểu nhiều. Do vậy cái việc này vừa mang tính thời sự cấp bách trước mắt mà vừa mang tính lâu dài. Nhân cái buổi hội thảo tập huấn hôm nay á, thì tôi rất mong các thầy cô chúng ta dành thời gian chú ý lắng nghe để hiểu thêm và tiếp tục nghiên cứu thêm để chúng ta có một kiến thức sâu kỹ vững chắc để làm nền tảng cho công tác giáo dục đối với học sinh. Đây là một cái chủ đề lớn, quá trình nghiên cứu chúng ta sẽ thấy nó rất là
quan trọng nhưng mà cũng đồng thời rất là phức tạp, mà mình không nắm chắc, mình sẽ nói sai, mình sẽ không thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ giáo dục học sinh. Về kỹ năng sống thì trong khoảng 7-8 năm trở lại đây thì chúng ta có chú ý đến cái việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, để con em chúng ta không phải là những học sinh chỉ có hiểu biết kiến thức sách vở mà ứng xử với các cái vấn đề xã hội là hết sức là khó khăn. Cho nên cái việc mà dạy kỹ năng sống cho học sinh là trở thành một vấn đề mà ngành giáo dục chú trọng và đưa vào chương trình, đưa vào nhà trường. Tuy nhiên cái tài liệu và cái sách giáo khoa, sách tham khảo trên các lĩnh vực này cũng rất phức tạp, rất nhiều cái loại sách với những cái nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, không đúng theo cái chỉ đạo của bộ. Do vậy cho nên chúng ta cũng ở trong một cái bối cảnh là chúng ta cũng không biết là chọn lựa cái nào để chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Nhà xuất bản giáo dục, công ty sách thiết bị giáo dục miền Nam giúp cho chúng ta cái công việc này. Đây là một cái điều rất quý. Một lần nữa, thay mặt cho lãnh đạo sở, chúng tôi rất là cảm ơn và mong rằng tất cả chúng ta tập trung để chúng ta thực hiện tốt cái công việc này, để làm tốt kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong thời gian tới. Trong thời gian không nhiều, rất mong các thầy cô giáo, lãnh đạo các trường, các phòng giáo dục chúng ta đã đến đây là phải tập trung, không nên là sao nhãng, biến cái buổi hôm nay thành một cái dịp, một cái việc hữu ích để chúng ta làm tốt công việc này. Chúng tôi rất là hoan nghênh, đánh giá cao cái sự cố gắng, nhiệt tình của các phòng giáo dục, các trường cũng như các thầy cô giáo đã có mặt trong cái buổi hôm nay. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của công ty cổ phần sách thiết bị miền Nam và các thầy giảng viên đã có cái quan tâm giúp đỡ cho sở giáo dục. Rất mong được sự phối hợp và sự giúp đỡ tiếp tục trong thời gian sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.